Dạ. Trời ơi, ra trà sẵn. Ờ, trà sẵn nước luôn hả? Trời ơi. Dọn dẹp bữa quá trời. Trời ơi. Hai đứa bữa nay chủ nhật tổng vệ sinh. Đó, tổng vệ sinh sàn nước. Quá trời quá đất. Trời ơi. Đâu con làm gì á? Con làm gì? Con vệ sinh hả? Trà gạch hả? Trời ơi. Quá trời giỏi luôn. Thắng đâu vậy? Quá trời. Cái gì? Con làm gì vậy Phú Quý? Con rửa nơi thao hả? Rửa cái thao hả? À? Ở chị hai đâu? Chị hai đâu? Chị hai đâu? Chị hai đâu? Ở đi ra phá nữa đi. Quá trời. Dọc nước. Kìa có Phú Quý kìa. Vệ sinh nè. Trời ơi. Trời ơi, mặt mày nó kìa như tròn chưa. Trời ơi, miệng nó kìa. Quá trời. Đâu rồi trà, đâu dơ nữa rồi trà coi. Gì nữa, ướt nhẹp nãy chân rồi kìa.